Chào mọi người, mình là Trung bên kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Đấy, đây hoài mấy cái cần này. Đây. Siêu rẻ nha mọi người. Đấy. Bây giờ thì sẽ cần em một. Đầu tiên là cái này. Đấy. Nhãn hiệu là như thế, cây này China xuất Nhật nha mọi người, China xuất Nhật. Cây này thì ngoại hình khoảng 80%. Đấy, fan này. Fan thì nó bẩn thôi nha mọi người, bẩn thôi chứ mình lau thì nó sạch thôi, nó bẩn một tí thôi. Đấy. Cần này đột của nó. 1 lóng, 2 lóng. 3 lóng. Nó ba lóng tất cả nha mọi người, ba lóng. Thằng này chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu phíp. Thằng này dài 2,9 m, thu vào là 1,1 m, đường kính độc đỉnh của nó là 2,1 ly, cân nặng là 240 g. Cái cần này số 1. Cái cần này mình sẽ bán với giá 170.000. 170.000 nha mọi người. Đấy. 2,9 m. Tiếp theo cần số 2. Đây, nhãn hiệu này, cây này chắc cũng China xuất Nhật rồi, China xuất Nhật. Đấy, cần này thì chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này cũng phải 95%. Đây, dạng fan này, còn đẹp, ok nhé. 1 2 3 3 lóng tất cả nha mọi người, 3 lóng. 3 lóng. Cái cần này dài 2,4 m. Thu vào là 87 cm, đường kính độc đỉnh là 2,5 ly. Đấy, 2,5 ly, cân nặng là 140 g. Cây này cây số 2. À, cây này bán 140.000. Số 2 140.000 nha mọi người. Tiếp theo cần số 3 là cây này, hiệu này. Đấy. Romarai chữ Nhật đây mà không biết thấy xuất xứ đâu đây. Đấy. Cần này chắc chữ Nhật đây mà không biết thấy xuất xứ đâu nha mọi người. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì 90-95%, rất là mới nè, dàn phan này. Đấy. Đọc. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người, 4 lóng tất cả. À, cần này nó bị mắc cái nắp đít nhé, mắc cái nắp đít về lấy cái máy xù chế vào. Cần này dài 3,6 m, thu vào là 1 m, đường kính độc đỉnh là 2,9 ly, cân nặng là 340 g. Đây cần số 3. Số 3. Cần này bán 190.000. Số 3 190.000 nha mọi người. Tiếp theo số 4 là cây cần Shimano. Cần Shimano Holiday số 9 nha mọi người. Cần này chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này thì khoảng 85% trở lên. Đây, bát Fuji này. Dàn fan. Đấy, fan nhựa thì hư rồi. Đấy. Cái này bị bể vỡ hư có 3 cái con đá và 1 cái mắt đá nha mọi người. Đấy. Này. Đầu Fuji này. Đấy. 1 2 3 lóng tất cả nha mọi người, 3 lóng. Cần này dài 2,7 m, thu vào là 99 cm, đường kính độc đỉnh của nó là 2,4 ly, cân nặng là 240 g. Cái này giá 100.000. Cái này số 4 giá 100.000. Đấy, số 4 giá 100.000. Ngoại hình của cây này thì khoảng 80-85% nha mọi người. Đây, tiếp theo cái cần này. Xuất xứ. À, cái cần này ngoại hình của nó khoảng 90%, ngoại hình khoảng 90%. Chất liệu là phíp nha mọi người. Đây, dàn fan thì có bị rỉ.
nhưng mà đá điếc rồi còn nguyên nha mọi người, rỉ rỉ bên ngoài thôi, cước ngắt này thì chỉ tiếp xúc với đá thôi. Đó. Một, hai, ba, bốn, bốn lóng tất cả. Bát này. Cần này dài 3 mét, thu vào 97 cm, đường kính đục đỉnh là 2,3 ly, cân nặng là 310 g. Cây này cây số 5. Số 5. Cây này bán 190.000. Số 5 190.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 6 là một cây cần đây. Fuji Rosa. Đây. Bát Fuji này, FX7 này. Cái cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này 90% trở lên nha mọi người. Dàn phan này, phan có nứt 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 này đấy, nhưng mà nứt cái phần nhựa nhé, còn đá vẫn còn á. Về mọi người xử lý mấy cái này đi đấy, hoặc là thay đi. Còn đầu bu là Fuji luôn này đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng Fuji FX7. Cần này dài 3,6 m, thu vào là 1,03 m nha mọi người, đường kính đột đỉnh là 2,4 ly, cân nặng là 320 g. Cây này cây số 6. Số 6. Đây là bán 190.000. Số 6 190.000 nha mọi người. Tiếp theo cần số 7. Số 7 là cần Urban này. Đấy, cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 85% trở lên. Dàn phan bằng kim loại. Đấy, phan kim loại nhá. Đầu. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng. Bát thì bằng nhựa, bát bằng nhựa. Đây. Cái cần này dài 2,1 m, thu vào 79 cm, đường kính đột đỉnh của nó là 2,4 ly, cân nặng là 180 g. Đấy. Cái cần này số 7. Số 7. Cái cần này bán 100. Số 7 100 nha mọi người. Tiếp theo, cái cần số 8. Số 8 là một cái cần kinh tên. Cần kinh tên nha mọi người. Đấy. Dòng của nó là New Trickstar này. Đây. Cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 90-95% trở lên. Đấy, dàn phan, ok. Hơi bị oxy hóa một tí thôi. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng. Cần này dài 3 mét, thu vào là 1,09 m, đường kính đột đỉnh của nó là 2,8 ly, cân nặng là 210 g. 210 g nha mọi người. Cây này cây số 8. 8. Cây này bán 190.000 luôn. 190.000 nha mọi người. Tiếp theo. Này. Azuma này đây. Cần này là cần phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80% nha mọi người. Đây. Phan. Phan cái này còn nứt dưới này nè. Nứt dưới này nè. Đấy. Vậy người thay cái dòng phan đi. Đấy, còn đá được mấy cái luôn đó nha mọi người. Này, đầu bu. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Ba lóng nha mọi người. Ba lóng. Cần là dài 2,7 m, thu vào 1 m, đường kính đột đỉnh 2,2 ly, cân nặng 240 g. Đây. Cây này cây số này, Bát Fuji nha mọi người, Bát Fuji. Cây số 9. Cây số 9. Số 9. Cái gần này bán 100. Số 9 100 nha mọi người. Tiếp theo cái gần số 10. Đó, số 10 là cái cần này. Cần này là của thằng nào đấy, có cái hiệu này. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì
khoảng 85%. Đấy, bát Fuji FS6 này. Phan này. Phan thì nó bị mắc cái đầu bu nha mọi người, đầu bu nó bị hư. Đấy, đầu bu nó bị hư. Nó mắc quá mình phải cuốn băng keo này lại chứ không nó tụt mấy cái phan này ra. Đấy. Đầu bu nó bị đứt này. Đó, đứt mất cái đầu bu nhá, nên mình phải quấn băng keo lại cho nó khỏi tụt cái phan này ra thôi. Mọi người về thay một cái đầu bu vô. Đấy, quấn lại cho mấy cái phan này khỏi tụt ra. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Ba lóng. Cái cần này dài 3 mét, thu vào 1 mét mốt, đường kính đột đỉnh của nó là 3 ly, cân nặng là 220 g. Đây, cái cần này cần số số 10. Cái cần này mình bán 140.000. 140.000 nha mọi người. Thì em bán lỗ sắp mặt luôn. Cái cần này tiếp theo, cần Olympic. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người, cần Olympic chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì 90% trở lên, 90% trở lên. Đây dàn phan. Có nứt nha. Có nứt có lành, như cái này lành nè. Cái này lành nè. Một cái này nứt nè. Chỉ có một cái này bị nứt thôi xíu này thôi mọi người, về dán xí keo lên đây là được à. Dán xí keo lên đây là được. Đấy. Còn ok, cần này ok luôn. Đấy, đọt này. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng. Đây, cái cần này dài 2m4, thu vào là 90cm, đường kính đột đỉnh là 2,1 ly, cân nặng là 220g. Cái cần này cần số 11. Cái cần này bán 160.000. 160.000 nha mọi người, cần Olympic. Tiếp theo là cây cần Olympic tiếp theo. Đây, chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng 85-90% trở lên. Đây, dàn phan. Này, cây này còn nguyên này. Cây này cũng còn nguyên này. Cây này bị mắc đá này, nứt mắc đá này. Cây này cũng nứt, còn đá, nứt mà còn đá. Đây, đầu bu Fuji nhé. Đầu bu Fuji. Máy lên, lấy ra thử đi. Đây. Mới làm gì à? 1, 2, 3. Ba lóng này. Cần này dài 2m1, thu vào là 79cm, đường kính đột đỉnh là 2,2 ly, cân nặng là 210g. Cây này cây số 12 90.000. 290.000 nha mọi người. Số 13. Bể ăn kẹp thang. Cái thang có một cái thang bị bể ăn kẹp. Kẹp cũng không tiếp xuống được kìa. Màu hết cái đoạn đó cái hầu hết cả. Đây, tiếp theo. Tiếp theo cái cần này. Đấy. Chữ Nhật không chả biết. SV gì đây. Cái cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 95%. Đấy, dàn phan này, ok nhá, phan ok luôn. Cái cần này thì chỉ có 2 khúc thôi, cần 2 khúc, nó có 2 lóng như thế nào. Cần này dài 1m8, thu vào là 99cm, đường kính đột đỉnh là 2,5 ly, cân nặng là 140g. Cây này cây số 13. Cây này bán 101, 13, 101 nha mọi người. Tiếp theo số 14 là một cây cần Daiwa. Cần Daiwa. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình cái này là cái đồ để móc lưỡi này. Ngoại hình của cái cần này là 90% trở lên, 90% trở lên, rất là nước sơn rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Này. Đọt này. Đọt rất là mảnh nha mọi người, đọt mảnh này. Ok.
Dàn phang thì phang chỗ này bị bể rồi. Đấy, phang toàn bể nứt nhưng mà còn đá này, cái này mắc đá này. Đấy. Thì thay cái dàn phang đi. Một lóng, hai lóng, ba lóng, ba lóng nha mọi người. Cái cần rất là nhỏ thôi. Cần cái thân rất là nhỏ nha mọi người. Đấy. Bát thường. Cần này giống kiểu càng giống như là cần tay trợ máy, cần tay gắn thêm máy vậy đó. Này, cái máy này là cái bát này là thấy nó cột này, cột vào đây. Đấy. Dài 2m4, thu vào là 86 cm, đường kính độc đỉnh của nó là 0,9 ly, cân nặng là 80 g. Cái này cây số 14. Giá 100. 14 giá 100 nha mọi người. Tiếp theo cây số 15, cũng cây số 15 là cây cần Olympic nha mọi người. Cần này thì chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng 90%. Đấy, 90-95%. Rất là còn rất là đẹp. Đấy. Dàn phang này. Phang thì hầu như là hư rồi. Người thay cái dàn phang này đi. Đấy. Đầu bu còn ok. Đấy, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng nha mọi người. 5 lóng. Bát vặn này. 5 lóng. Cái cần này dài 4m4, thu vào là 1m17, đường kính đột đỉnh là 1,5 ly, cân nặng là 340 g. Cái này cây số 15. Cái này bán 130.000, 15-130.000 nha mọi người. Tiếp theo cây số 16 là cây cần Kington. Đây, cần Kington. Cây này chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng 90% trở lên. Đấy, dàn phang. Cây này còn ok. Cây này còn ok luôn. Cái phang này ngon. Phan đi nứt này, phan đi nứt này, hai phan nứt này, đột một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng. Đấy, ba lóng. Cần này dài, cần này dài 2m4, thu vào 89 cm, đường kính đột đỉnh là 2,5 ly, cân nặng là 120 g. Cây này cây số 16. Cái gần này bán 140.000. 140.000 nha mọi người. Số 15 là một cái cần Shimano. Cần Shimano Holiday số 7 nha mọi người. Này, bát Fuji này, cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Đấy. Phan thì dưới này có nứt này. Cái này cũng nứt này. Cái này thì còn ok. Này. Double Fuji này. Đấy. 1 2 lóng, cái cần này 2 lóng nha mọi người, 2 lóng. Cái cần này dài 2 m, thu vào là 1m04, đường kính đột đỉnh là 2,5 ly, cân nặng là 200 g. Cái này cái số 17. Ủa, 17 rồi người ta. 16. Cần này số 17. Đấy. Gần đã bán 120.000, 17-120.000 nha mọi người. Tiếp tục cái cần số 18. Số 18 thì không thấy hiệu gì. Cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 80%. Gần phang kim loại đây. Đấy. Phang chỗ này thì nó bị bung lên này, nghiêng ngã rồi. Rồi bứt luôn. Bứt luôn, rớt luôn. Đấy. Còn mấy cái này còn chắc nha mọi người. Đấy. Đấy. Còn đây có phang nữa này. Cái phang thì cái đầu bu thì nó đầu bu thì cũng bị nhầm nhằn rồi. Còn một cái phang nữa do cái đầu bu nó bị cong này. Nên nó bị mắc một cái phang ở đây này. Mọi người về xử lý nhá. Cái độc chỗ này này, mảnh này. Đấy. Nó là mảnh này rồi. 1 2 3 4 5 6 7
bãi lóng nha mọi người. Bát này, cái cần này dài 5x3, thu vào là 88cm, đường kính đột đỉnh là 0,85 ly, cân nặng là 260g. Cây này cây số 18, cây này bán 150.000. 18 nha mọi người, 18 150.000. Số 19 là một cây cần Uban. Đấy, cần Uban dài 24 này, made in Korea. Cần này chất liệu là fib, hình cái cần này khoảng 85% trở lên. Đây, khoan của nó chơi cái đúc như thế này đây. Mình vui nè. Đấy. Đấy. Rồi này. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 3 lóng nha mọi người. Đây mọi người ơi. Này. Cái đột chỗ này nó bị gãy chỗ này nhé, nó bị gãy chỗ này. Thì mọi người cắt đi rồi mọi người chuyển cái đầu bu xuống đây một tí nhé. Chuyển cái đầu bu xuống đây một tí. Cái đột chỗ này bị gãy nè. Đấy, bị gãy chỗ cái đầu bu nhé. Đấy. Cần này dài 2m4, thu vào là 89cm, đường kính đột đỉnh là 2,2 ly, cân nặng là 180g. Cân nặng 180g nha mọi người. Cái cần này số 19, cần này bán 100.000, 19, 100.000 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 20 là một cái cần Ryobi. Cần này chất liệu là fib, ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đây, Fuji FX7. Bát. Đấy. Dàn phan nhựa của hắn thì hầu như là bị nứt, nhưng mà còn đá nha mọi người. Nứt còn đá. Đây. Mọi người nhìn cho mình. Đấy, nó nứt cái đầu này về, mọi người xử lý keo thì xử lý, không có thì thay thôi, chứ làm sao giờ. Đấy. Theo mình thì vẫn xử lý keo và xài được ok nhá. Đấy. Một lóng. Hai lóng. 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng, 7 lóng, 8 lóng nha mọi người. 8 lóng tất cả. Cần 8 lóng. Bát Fuji 7 nha. Cái cần này dài 5m2, thu vào là 700, thu vào là 75cm, đường kính đột đỉnh là 2,8 ly, cân nặng là 460g. Cái này cây số 20, cái cần này mình bán 200 cho mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng, đó là 0786 555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đồ cao thì mình sẽ ship code đơn hàng từ 200.000 trở lên, mình sẽ ship cho mọi người. Và một cái lưu ý nữa là mọi người trước khi nhận hàng là mọi người phải mở hàng ra kiểm tra thật kỹ lưỡng, xem hàng có bị sai sót gì không, hoặc là bể vỡ, nứt, gãy gì không nữa nha mọi người. Có gì thì báo liền cho bên mình để xử lý ngay lúc đó luôn. Còn mình sẽ không giải quyết những đơn hàng đã nhận hàng xong rồi với báo cho mình nha mọi người. Đấy, mình không giải quyết cái vấn đề đấy nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều.